khoa học 16.428.02.2018, cập nhật 16.424.28.02.2018, rút ngắn từ ngày 26 tháng 2, mùng 1 tháng 3, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự. Triển lãm Mobile World Congress 2018, MWC 2018, tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Đây là lần thứ tư Viettel có mặt tại sự kiện thường niên lớn nhất của ngành di động thế giới. Ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Viettel chia sẻ, Viettel đem tới triển lãm MWC 8 sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu do tập đoàn tự nhiên cứu phát triển thuộc nhiều lĩnh vực giáo dục, mobile finance, an ninh mạng, du lịch. Các giải pháp bảo vệ người dùng đã được triển khai thành công tại Việt Nam và nhiều thị trường quốc tế. Tập đoàn muốn mang tới triển lãm một góc nhìn khác về cách mạng công nghiệp 4.0, đó là với Viettel, không gì là không thể xảy ra, không gì là không thể sáng tạo nên. Viettel nhìn nhận, trong cuộc cách mạng 4.0, Việt Nam có thể tạo ra các sản phẩm công nghệ cạnh tranh được với thế giới nhờ tiếp cận từ các nhu cầu của cuộc sống và khi giải quyết tốt ở Việt Nam thì có thể tự tin đưa ra thế giới. Chủ đề MWC 2018 là kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn. Đây cũng là mục tiêu mà Viettel luôn hướng đến. Nguồn tin nhanh chung gờ hoa nơ.